Thưa quý vị, ngày mai Hội Thánh Chúa tại đây có một cái lễ khá lớn để cảm tạ Chúa và kỷ niệm 95 năm Tin Lành yêu thương cứu rỗi của Chúa đã đến thành phố Phan Thiết. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì từ sự kiện ấy, hàng trăm người, hàng ngàn người trong tỉnh Bình Thuận này đã nhân đó biết Chúa, tin Chúa để được cứu, được làm con của Chúa, để cuộc đời từ những ngày tối tăm, tội lỗi trở nên những cuộc đời sáng láng, bình an, phước hạnh trong Chúa. Và nhân cái sự kiện đó thì Hội Thánh Chúa tổ chức một cái chương trình thánh nhạc truyền giảng để chúng tôi cũng muốn mang tin lành cứu rỗi đến cho quý vị thân hữu, thân yêu của chúng tôi. Cho nên, xin cho tôi được hỏi là ai ở trong chúng ta lần đầu tiên bước chân vô nhà thờ, xin cho chúng tôi biết để chúng tôi hoan nghênh đặc biệt quý vị. Xin vui lòng đưa tay cho chúng tôi biết ai là người lần đầu tiên. Ồ, rất là vui. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay lớn hoan nghênh. Vâng. Và chúng tôi ước ao rằng buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tối đặc biệt, đáng ghi nhớ trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta biết Chúa yêu chúng ta, Chúa đến vì chúng ta, Chúa cứu chúng ta, để chúng ta được thoát khỏi những cái ngày tháng buồn bã, u sầu, tuyệt vọng, để trở nên một cuộc sống ý nghĩa. Những điều mà các ca sĩ của chúng tôi đã thể hiện qua các bài hát, nói lên niềm vui, sự hy vọng của những người có Chúa. Và cái chủ đề tôi hầu chuyện với quý vị buổi tối hôm nay, vì bạn với tôi. Nếu hỏi quý vị và nhiều người rằng ai đã bị đóng đinh trên thập tự giá, thì mọi người đều biết, từ một cụ già cho đến em bé, đều biết rằng Chúa Giê-xu chứ ai. Nhưng mà nếu hỏi một câu nữa rằng vì sao Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, thì hầu như không ai biết. Không ai biết rằng sự chết của Chúa có liên hệ mật thiết với chính mình. Cho nên tôi ước ao rằng buổi tối hôm nay quý vị sẽ hiểu được lý do tại sao Chúa chịu chết, và bởi đức tin chúng ta nhận được phước hạnh từ sự hy sinh cao quý của Chúa vì bạn và tôi. Xin chúng ta nhớ những điều sau đây. Thứ nhất, vì Chúa đã tạo dựng nên bạn và tôi. Chúa tạo dựng nên chúng ta cách đặc biệt. Mọi vật thì Chúa phán, nó xuất hiện. Nhưng mà với con người, được Chúa tạo dựng một cách riêng, đặc biệt, riêng biệt. Chúa phú ban sự sống của Chúa, hình ảnh của Chúa, tình yêu của Chúa trong chúng ta. Cho nên, chúng ta trở nên những con người đặc biệt vì được Thiên Chúa tạo hóa dựng nên chúng ta cao quý hơn mọi loài vật, đặc biệt hơn mọi loài vật, và riêng biệt mỗi người một nét. Quý vị thử đưa bàn tay mình ra. Một bàn tay có 5 ngón, 2 bàn tay 10 ngón. Mỗi ngón tay của chúng ta có một cái vân tay. Và quý vị biết không? 10 cái vân tay này không cái nào giống cái nào. Rồi thế giới này có 8 tỷ người. Tức là 80 tỷ cái vân tay. Thì 80 tỷ cái vân tay đó cũng không có cái nào giống cái nào hết. Cho nên tại sao người ta có hồ sơ cá nhân là phải ghi dấu từng cái vân tay? Bởi vì nó là những cái sản phẩm đặc biệt, riêng biệt Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta trở nên cao quý so với mọi loài vạn vật. Bởi vì chúng ta được mang hình ảnh của Chúa, mang sự sống của Chúa. Và Chúa giao cho chúng ta cái trách nhiệm quản trị muôn loài vạn vật Chúa dựng nên.
Cho nên Chúa đã tạo dựng bạn và tôi cách đặc biệt. Rồi Chúa yêu thương bạn và tôi cách đặc biệt. Tác giả Thi Thiên thứ 8, khi ông ra ngắm nhìn bầu trời mênh mông bao la, ông quay nhìn lại con người nhỏ bé tầm thường. Và ông tự hỏi rằng, loài người là gì? Chúa lại nhớ đến. Con loài người là chi mà Chúa lìa thiên đàng đến thế gian? Tác giả hỏi và thắc mắc như vậy, loài người là gì? Thưa với quý vị, chúng ta so với nhiều loài vật yếu ớt hơn, bé bỏng hơn, mỏng mảnh hơn. Nhưng mà chúng ta được Chúa yêu thương, Chúa nhớ đến. Vì sao? Vì chúng ta mang sự sống của Chúa, mang hình ảnh của Chúa, và Ngài đã đặt tình yêu của Chúa trong chúng ta. Cho nên giữa muôn vật Chúa đã tạo dựng con người cao quý nhất. Chúa yêu thương, Chúa nhớ đến. Tôi cứ nhớ mãi một cái câu chuyện như thế này, nó đã xảy ra. Nhà tôi thì ở quận 4, Sài Gòn. Cách đây khoảng 20 mấy năm, khi mà gia đình tôi đang ngủ ngon thì xe cứu hỏa của thành phố chạy tới trước nhà tôi, hú còi. Và chúng tôi mở cửa trên gác nhìn xuống thì hỡi ôi, cách nhà chúng tôi 2-3 căn, nó đang bốc cháy. Và quý vị biết ở trong nhà tôi thì có nhiều thứ lắm. Có tủ lạnh, có tivi, có xe. Và Chúa cũng cho tôi có 3 đứa con trai. Rồi có cái này, cái kia, cái nọ. Bây giờ quý vị góp ý dùm cho tôi, trong cái hoàn cảnh hết sức cấp bách này, thì tôi và nhà tôi nên đem cái gì ra trước nhất? Và theo quý vị sẽ đem cái gì ra trước nhất? Quý vị đem cái gì, xin trả lời dùm tôi. Xin nói lớn dùm. Con, chính xác. Con. Vì sao? Vì đấy là tất cả là tình yêu của chúng tôi, sự sống của chúng tôi, trái tim của chúng tôi. Cũng vậy, Chúa lìa thiên đàng đến thế gian, không phải vì châu báu ngọc ngà của trần gian này, nhưng vì chúng ta, yêu chúng ta, để cứu chúng ta, mà Chúa đã vui lòng giáng thế lâm phàm. Nhưng mà có một điều buồn, đó là thưa với quý vị, vì tôi và quý vị đã phạm tội, như câu Kinh Thánh này, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất cái tiêu chuẩn của Chúa, không đạt được cái yêu cầu, cái mục đích của Chúa, mọi người đều là tội nhân. Có lẽ quý vị sẽ hơi phản ứng, nói mục sư ơi, tôi chưa có ở tù ngày nào hết, đừng nói tôi là tội nhân nặng nề lắm. Không, tôi chưa bao giờ bắt gà bẻ bí của ai hết. Mà quý vị ơi, một trong những cái tội rất nặng của chúng ta đó là gì? Là vô ơn đối với Đức Chúa Trời. Bởi vì cuộc đời chúng ta trong sự nhờ ơn trời, ăn của trời, uống của trời, hít thở không khí của ông trời, nguy hiểm thì cầu trời, mà mới mốt mình 100 tuổi thì mình chầu trời. Thế mà chúng ta không hề tạ ơn Chúa, không hề thờ phượng Chúa, còn làm những cái việc trêu ngươi Đức Chúa Trời. Quý vị tưởng tượng mình nuôi một đứa con, mình sanh nó ra, mình nuôi nó lớn. Lớn xong nó không hề biết ơn mình, nó đi qua nó nhận cái ông hàng xóm nào đó, nó cảm ơn rồi nó báo hiếu. Quý vị thấy khó chịu phải không? Chúng ta đã làm như vậy với Đức Chúa Trời, trăm sự bởi ơn Đức Chúa Trời ban cho, mà đã không chịu thờ phượng Chúa thì chớ, còn làm những cái việc trêu ngươi Ngài. Và vì vậy, cái tội nặng nhất của chúng ta đó là tội vô ơn đối với Chúa. Và thưa với quý vị, vì tội lỗi khiến cho chúng ta
đau khổ chết mất. Câu Kinh Thánh này nói rằng vì tiền công hay là vì tội lỗi, hậu quả của tội lỗi nó khiến cho chúng ta chết mất. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Mà thưa với quý vị, những đau khổ, những nước mắt, những chết chóc, những nỗi buồn không phải là quà tặng Chúa gửi cho con người chúng ta đâu. Không. Mà nó là hậu quả, hay là nó là cái tiền công trả cho chúng ta khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta làm sai những điều Chúa dạy dỗ mình. Chúa dựng nên chúng ta tuyệt vời lắm. Cái cơ thể chúng ta được Chúa dựng nên rất là hoàn hảo, tuyệt vời. Nhưng mà đôi khi chúng ta sử dụng nó không đúng cái điều mà Chúa đặt để. Tôi ví dụ như quý ông, Chúa dựng nên lỗ mũi chúng ta để làm gì? Có mấy ông nói rằng tôi mà như Thượng Đế thì tôi phải làm cái lỗ mũi này nó quay lên. Để làm chi? Để đằng khi tôi hút thuốc á, tôi nhả khói nó ra, nó bay vòng 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 lên về đẹp lắm. Thượng Đế làm nó quay xuống về hơi bất tiện, phải không? Chúa dựng nên toàn hảo quý vị nha. Quý vị mà cho nó quay lên là sao quý vị đi trong mưa, phải không? Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà rồi cái này không phải là ống khói, mà chúng ta biến nó trở thành cái ống khói. Một thời gian bắt đầu nó sanh bệnh. Lúc đó chúng ta lại ôm mặt, ôm đầu mà nói rằng trời ơi, sao đau khổ quá vậy? Không phải Đức Chúa Trời làm. Chúa dựng nên cái bao tử chúng ta để cung cấp thức ăn cho chúng ta. Mình lại chuyển đổi cái công năng, lấy cái bao tử giống như là cái bình đựng rượu vậy á. Mỗi ngày bỏ vô xị. Không? Quý vị tưởng tượng đi. Cái bao tử mình nó nằm sát cái lá gan của mình. Mà mình cứ mỗi ngày đổ vô một xị, một thời gian bắt đầu cái gan nó bên cạnh nó bị nóng hoài, nó chai rồi nó sơ rồi nó ung thư gan, rồi lúc đó ôm bụng mà nói, trời ơi sao tôi đau quá vậy? Không phải Đức Chúa Trời làm. Nó là hậu quả của tội lỗi. Nó khiến cho chúng ta. Tôi nói vui, xin lỗi là nói đụng đến các bà một chút nha. Các bà đi vô bếp nấu ăn, cái mồ hôi ở trên này nó chảy xuống, cái này nó chảy vô mắt, cái dụi mắt, nó nói trời ơi, sao khổ quá vậy? Nhưng mà quý vị ơi, tại mình á, bởi vì khi Chúa dựng nên mình á, Chúa có cái hàng chân mày này là để cái bờ tường, thấy không? Mồ hôi trên này nó xuống, cái nó theo cái bờ tường này nó chảy ra đằng này. Thế mình thấy đường mình nấu, đằng này mấy bà đem giải tỏa hết trơn, rồi vẽ theo ý mình, rồi bắt đầu nó đau khổ rồi lại lên, trời ơi, không phải, tại mình. Cho nên, vì hậu quả của cái ý riêng của mình, cái tham dục của mình mà mình đau khổ, cho nên Chúa thấy chúng ta sống trong đau khổ và sẽ chết trong đau khổ, cho nên Chúa muốn đến để cứu chúng ta. Tôi mời quý vị đọc chung với tôi câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng nhìn lên bảng, chúng ta đọc chung câu Kinh Thánh này. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Chúng ta đau khổ và chết mất trong tội lỗi, cho nên Đức Chúa Jesus Christ đã lìa thiên đàng đến trong thế gian để cứu, để vớt, để giải phóng chúng ta khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi. Và đây là cái kinh nghiệm sứ đồ Phao-lô đã thấy rằng mình là một tội nhân đáng chết, Chúa cứu. Và biết bao nhiêu người cũng đã nô lệ cho tội lỗi, được Chúa giải phóng, giải cứu. Cho nên, Chúa đã đến trong thế gian để tìm, để cứu chúng ta. Mà việc Chúa đã làm để cứu chúng ta là gì? Ê-sai 53 câu 5. Ngài vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Ngài vì gian ác của chúng ta mà bị thương.
Thưa với quý vị, đáng ra chúng ta là những tội nhân, đáng phải trả cái giá, cái tội của mình. Đáng ra bàn tay để mà bị đóng đinh là bàn tay của tôi, của quý vị. Phải không? Những cái bàn tay mà chúng ta thấy rằng lâu lâu nó giận ai thì nó nhá nhá như vậy, phải không? Nó ghét ai thì nó chỉ như thế này, phải không? Lâu lâu thì nó đôi khi nó thích cái đồ gì đó của ai, nó cầm nhầm, phải không? Bàn tay này nó đáng bị đóng đinh. Chúa Giêsu đã đưa bàn tay nhân ái, yêu thương, thánh lành của Chúa thay thế cho chúng ta. Cái đầu đáng đội mão gai là cái đầu của tôi và quý vị. Bởi vì biết bao nhiêu những tư tưởng, những cái toan định xấu xa lởn vởn trong đầu chúng ta. Và cái đầu đáng bị đóng đinh là của chúng ta. Phải không? Và cho tôi hỏi quý vị, có ai ở đây phản đối không? Nó không. Mục sư, cái đầu tôi là không có bao giờ có ý tưởng đen tối đâu. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, tôi toàn nghĩ chuyện tốt, tốt, tốt. Tôi nghĩ cái chuyện đi giúp người này, đi thăm người kia, đi an ủi người nọ. Chứ tôi không bao giờ có một ý tưởng đen tối trong đầu của tôi. Có không? Có cái đầu nào tốt như vậy ngồi ở đây không? Không có đâu, phải không? Và cái đầu đáng bị đội mão gai là của tôi, của quý vị. Chúa Giêsu đưa cái đầu thánh sạch, nhân từ của Chúa đội mão gai cho chúng ta. Chúa chịu giáo đâm cho chúng ta. Hết thảy Chúa vì chúng ta bị vết. Hết thảy Chúa vì chúng ta mới bị thương. Và việc gì cần trả, Chúa trả. Việc gì cần phải gánh thay, Chúa gánh thay cho chúng ta. Cho đến cái hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Chúa phán rằng xong rồi, thanh toán rồi, trả hết rồi. Bao nhiêu tội của chúng ta, bấy nhiêu đau thương Chúa chịu. Từ đỉnh đầu của Chúa cho đến gót chân của Ngài, không một chỗ lành lặn. Cũng cho thấy rằng từ đỉnh đầu chúng ta đến gót chân, không một chỗ nào tốt đẹp. Chúa gánh thay, Chúa trả thay đầy đủ cho chúng ta rồi. Chúa chịu chết, chết cho chúng ta. Chúa chịu chôn trong phần mộ. 3 ngày sau Chúa phục sinh vinh quang để đắc thắng sự chết, đắc thắng ma quỷ để cứu chúng ta. Và tất cả những việc Chúa đã làm cho chúng ta rồi. Như vậy thì bây giờ để chúng ta được cứu, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Trong đầu của chúng ta cũng như trong nhiều tôn giáo, chủ trương rằng làm cái gì đó để được cứu. Nhưng mà thưa với quý vị, chúng ta trả không xong, trả không hết, trả không nổi, Chúa mới trả thay cho chúng ta. Và vì vậy, xin thưa rằng, không phải chúng ta làm, mà Chúa làm cho chúng ta. Các tôn giáo thế gian này vẫn chủ trương rằng bạn phải cố gắng làm cái này, làm cái kia. Quý vị đang theo dõi trên mạng đó, hiện nay chúng ta ở đây thì hàng triệu người Hồi giáo đang đi hành hương bên thánh địa Mecca. Trên 1.300 người chết rồi vì nắng nóng. Năm nay thì 1.300 mấy chục người. Những năm trước 3.000 người chết vì giẫm đạp, 2.000 người chết vì chen lấn, vân vân. Nhưng mà họ nghĩ rằng vẫn phải đi, luật buộc phải đi, phải làm, phải cống hiến, vân vân để được cứu. Xin thưa rằng, con người ra sức để làm việc nọ, việc kia, công đức này, công đức khác, không đủ để có thể cứu mình. Và Chúa Giêsu đã gánh thay cho chúng ta, đã chết thay cho chúng ta, đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống. Như vậy thì bạn không cần làm, mà bạn hãy mở lòng tin, tiếp nhận Chúa. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đọc câu Kinh Thánh này để cho thấy cái việc chúng ta cần làm là gì để chúng ta được tha tội, được cứu. Chúng ta cùng đọc
hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hãy tin, không phải hãy làm. Ai có thể tin? Người nghèo cũng có thể tin, người giàu cũng có thể tin, người ít học cũng có thể tin, người tri thức vẫn có thể tin Chúa yêu thương mình, tin Chúa ban sự cứu rỗi cho mình. Cho nên thưa với quý vị tăng hữu, ơn cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta cách miễn phí, không điều kiện, thì xin Chúa cho chúng ta đưa bàn tay đức tin nhỏ bé của mình để nhận lấy ơn cứu rỗi Chúa ban cho. Và khi cuộc đời chúng ta mở ra tiếp nhận Chúa, nó có một sự đổi thay lớn, từ tối tăm qua sáng láng, từ là con cái của ma quỷ trở nên con cái của Chúa, từ những ngày tuyệt vọng, bất an, nô lệ trở nên những con người bình an ở trong Chúa. Tôi kính mời quý vị sẽ chuẩn bị để lắng nghe lời làm chứng của một số anh em tín hữu trong Hội Thánh Khánh Hội mà tôi đã hầu việc Chúa ở đó 31 năm. Khánh Hội nó ở quận 4. Và quý vị biết quận 4 nổi tiếng Sài Gòn lắm, phải không? Quận 4 là cái nơi hết sức phức tạp, đáng sợ. Mà tôi ở đó 31 năm. Và tôi chứng kiến những cuộc đời nô lệ cho ma túy, ma men, ma môn, ma dục. Cha mẹ bó tay, xã hội bó tay, bắt nhốt, thả ra lại tiếp tục. Cho đến khi những con người được gặp Chúa, mở lòng tin Chúa, cuộc đời được Chúa đổi thay tuyệt vời. Và tôi muốn quý vị sẽ lắng nghe những lời chứng rất thực của ba anh em tín hữu này mà tôi là mục sư của họ, hướng dẫn cho họ tin Chúa để cuộc đời của họ được đổi thay như bây giờ quý vị thấy ở đây. Chúng ta cùng lắng nghe. Sống trong sự buồn chán, đau khổ, tôi và gia đình tôi tìm mọi cách để cho tôi cắt cơn mà không làm được. Đến năm 1992, tôi gặp một người bạn nói về Chúa cho tôi nghe và có mời tôi đi nghe truyền giảng Tin Lành tại Hội Thánh Khánh Hội. Tôi tin Chúa và tôi được Chúa ban ơn, ban phước cho tôi đắc thắng ma túy. Đến năm 1993, gia đình tôi thấy tôi thay đổi hành vi, gia đình tôi tin Chúa luôn. Cho đến ngày hôm nay, Chúa ban ơn cho gia đình tôi rất nhiều và Chúa cũng mở đường cho tôi công ăn việc làm ổn định. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lúc tôi khoảng 9 tuổi thì tôi biết mình mắc bệnh xuyễn giống như ba tôi vậy đó, thì tôi rất là sợ hãi và chán sống lắm. Vì vậy đến năm 19 tuổi thì tôi đã sử dụng ma túy và tôi nghiện ma túy đến năm 43 tuổi. Trong hai mấy năm đó thì tôi sống trong cái nghiệp chướng là nghiện ngập, tù tội, bệnh hoạn, bế tắc và luôn muốn tự tử. Tôi đã tự tử hai lần rồi. Một lần thì tôi uống thuốc ngủ, một lần thì tôi chích nước tương vào mạch máu để mong thoát khỏi cái cuộc sống khốn nạn này. Nhưng cách đây 12 năm, vào tháng 12 năm 96, thì tôi được một anh em đó tên là Hảo rủ tôi đến Hội Thánh để tôi sinh hoạt cùng với một nhóm anh em đã được Chúa cứu khỏi ma túy. Đến đây thì tôi rất là vui mừng vì có rất nhiều anh em giống như tôi đã được giải cứu khỏi ma túy. Và tôi đã tiếp nhận Chúa và Chúa đã biến đổi đời sống tôi một cách rất là kỳ diệu. Thứ nhất là bây giờ Chúa đã giải cứu tôi khỏi cái nô lệ của ma túy và nhiều cái thói hư tật xấu khác nữa. Nên bây giờ tôi sống rất là thoải mái, thanh thản. Lưu Kim Diệu, người ta thường nói là tốt quá thì khoe mà xấu thì che, nhưng mà chúng tôi thì sống ngược lại, những gì xấu thì chúng tôi khoe, vì chúng tôi thật sự ra không làm được điều tốt. Tôi bị nghiện ma túy, đây là cái dấu vết bị chích nhiều năm tháng, nó để lại cái vết sẹo. Trong quá trình mà tôi sử dụng thì tôi có tìm đủ mọi cách để mà tôi giải thoát ra cái cơn bệnh quái ác đó chứ, nhưng mà nào có được gì đâu.
cho đến một ngày tôi cuộc sống của tôi chán chường buồn bã, và tôi gặp một anh em giới thiệu cho tôi về Chúa Giêsu. Mới đầu tôi không tin. Người đó giới thiệu với tôi như thế này, nói rằng hãy đến với Chúa Giêsu và trao tội lỗi của mình cho Chúa Giêsu đi, thì Ngài sẽ gánh hết tội lỗi của anh em, mà Ngài ban cho anh em sự sống lại và sự sống đời đời. Điều đó tôi không tin, vì tôi nghĩ rằng chính tội của tôi làm mà tôi trả đây còn không xong, đây không hết đây nè, mà làm sao mà tội tôi làm mà người khác chịu, tại sao mà lại có chuyện đó lại phi lý như thế. Nhưng mà lời của Chúa kêu gọi tôi là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta thì ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Điều đó làm tôi tin, và tôi đến và tôi trao những gánh nặng, những mệt mỏi, những khổ nhục từ suốt trong quá trình nghiện ma túy, mà tôi coi như nó là một cái địa ngục của trần gian này, tôi trao cho Chúa Giêsu. Đặc biệt Chúa Giêsu, Ngài đã chết trên thập tự giá để thế tội lỗi cho chính mình tôi. Tôi không phải tôi tự hào về cái cơn bệnh ma túy của tôi, đó là một quá khứ xấu xa, nhục nhã. Nhưng mà sở dĩ tôi kể ra đó là gì? Tôi muốn nói đến đấng tốt lành, đấng tốt đẹp đã giúp đỡ tôi, đó là Chúa Giêsu. Tôi thì bất năng, nhưng mà Chúa Giêsu của tôi là toàn năng. Tôi là chết, nhưng mà Chúa Giêsu tôi sống lại. Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại, Ngài đã bước ra khỏi phần mộ. Chúa đã sống lại rồi.